Dũng Thế là xin chào khán thính giả đến kênh Dũng Thế là TV. Con nghỉ ở nhà được 3 tuần thì cũng giống như Dũng nói là đối với trẻ con thì cái kỷ luật và nề nếp nó rất quan trọng, và chúng ta thường thường là bận rộn đi làm và thường thường là chúng ta không có những cái lịch sinh hoạt cho các con ngày thường. Thì trong cái dịp mà lễ Spring Break, có nghĩa là lễ mùa xuân, và các con được nghỉ một tuần sớm hơn tại vì cái dịch corona này, cho nên thành ra trường cũng có hỗ trợ phụ huynh trong cái vấn đề lập một cái thiết lập một cái kỷ luật, một cái nề nếp cho các em trong 3 tuần nghỉ ở nhà, đừng có buông, đừng có để cho các em tự tung tự tác. Thì sau 3 tuần 4 tuần nghỉ học, chúng sẽ khó có thích nghi lại với lại cái kỷ luật của trường lớp. Dũng thì mỗi ngày Dũng lập cái lịch này cho Barry và Hailey. Từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ sáng. 8 giờ là chúng ta cứ coi là con em đi học, là ở nhà đọc sách, nó gọi là reading, là giờ đọc, giờ toán và social, có nghĩa là học về địa lý và xã hội. 10 giờ tới 12 giờ thì quý vị cũng thấy là giờ các em được chơi video entertainment, là giải trí, muốn làm gì làm, là giờ video game, hoặc là đối với Hailey thì là TikTok. Còn 12 giờ tới 1 giờ thì giờ relax, nghỉ trưa, nghe nhạc, đánh piano, vân vân, muốn làm gì làm, đọc sách, đọc chuyện mà của mình riêng, là làm gì làm. 1 giờ, 12 giờ tới 1 giờ. Từ 1 giờ tới 3 giờ là các bố con sẽ có cái lịch sinh hoạt ngoài trời, đạp xe, đá bóng, vân vân, ra về công viên, làm gì làm, miễn là có được từ 1 giờ tới 3 giờ là sẽ có giờ sinh hoạt ngoài trời. Và tới 5 giờ, tới sau 3 giờ chiều là cái tiết mục thứ 5 ở trên cái thời phát biểu Dũng lập ra. Thì thường thường các cháu cũng đã có cái lớp học ngoài giờ, là thái cực đạo, đi bơi, thể gymnastics vân vân. Và cuối ngày thì sẽ có một cái tiết mục nó gọi là trò chơi của gia đình, hoặc là coi phim chung của gia đình. Mỗi người thay phiên với nhau chọn một bộ phim gia đình rồi xem, và chơi game với nhau. Đó là cái lịch này Dũng để là từ ngày 13 tới ngày 16 tới tháng 3 cho tới ngày 5 tây tháng 4, là sau khi các cháu nghỉ học và trở về. Và hôm nay nữa thì Dũng có một cái sinh hoạt nữa là các cháu rất là thích mít, ăn mít, nhưng mà ít có bao giờ biết hình thù của trái mít, nguyên trọn vẹn một trái mít. Cho nên thành ra là Dũng mua một trái mít này khá to. Trái mít này là khoảng chừng tính ra là 17 kg. 17 kg thì là 17 đô. Hiện giờ mít thì đang tới mùa, cho nên mít này thì ở Cali là trồng ở bên biên giới, ở bên Mỹ Tây Cơ, đem qua bên Cali bán, cho nên thành ra là giá rất là mềm. Coi như là 50 sen một pao, là một đô một ký. Thì 17 ký là 17 đô. Thì các cháu là mít từ nhà này ăn rất là nhanh, nhưng mà Dũng giống như thường nói là Dũng ít có mua mà nguyên trái như thế này. Lâu lâu đó có mẹ Phương, có bà nội trợ ở nhà, thì mới nhờ tới bà nội trợ và để bổ trái mít. Thì ngày hôm nay thì Hailey sẽ ngồi đây cùng với mẹ Phương để mà bổ trái mít này, cái sinh hoạt này cùng với các con, thì các con sẽ thấy đóng góp thêm với mẹ và làm cho Dũng nhớ lại cái thời Dũng còn bé cũng vậy. Một lần mà mẹ mẫu mít thì con lại đứng kế bên cạnh, và thường thường có những cái sơ, mà sơ nó gọi là sơ mít, mít mẹ đó, mít to, là trước khi vào trong tủ là Dũng đã ăn trước. Hôm nay thì bà nội trợ sẽ bổ mít cho chúng ta thấy. Thì chúng ta thấy là cái quá trình này là đeo bao tay này, rồi lấy dao thoa dầu vào trong trái mít để mà không có bị dính mũ. Thoa dầu vào trong cái dao chứ không phải trái mít. Barry cười, Barry cười, mẹ ra dấu rồi. Barry cười, soi dầu vào trong cái dao để mà không có bị dính mũ. Và thường thường như thế này đó, là một trái mít như vậy, đối với Phương, Phương rất là kỹ, thì cũng khoảng 2 tiếng là mới xong. Từ lúc bổ ra lấy hết sơ mít rồi này kia ra, là thường thường là hai đứa nó sẽ ngồi đây và nó cũng sẽ phụ mẹ nó. Nó phụ mẹ bằng cách là nó ăn. Đấy, hai đứa nó sẽ ăn liên tục, nó ăn, mẹ nó bổ chưa xong là nó sẽ nói là nó no quá. Thì hôm nay cũng không ngoại lệ. Thì hy vọng là chúng ta sẽ cùng với lại bà nội trợ nha, bổ trái mít này và xem coi nó như thế nào nha quý vị nha. Rồi đây là một trong những cái sinh hoạt mà Dũng nghĩ là chúng ta có thể làm với con em chúng ta trong cái dịp mà chúng đang nghỉ, các con đang nghỉ. Cái dịp này mình phải tiến thêm sinh hoạt để cho các con nó đừng có bị nhàm chán. Xem thử trái mít
mẹ đã thì Barry thấy sao? Trái mít này thơm không? Quá thơm. Ước gì quý vị ngửi được cái mùi quá thơm luôn. Tuyệt vời thơm. Quan trọng là người mua. Ồ, người mua mít. À, Dũng mua mít thì ở chợ họ cũng khen, người bán cũng khen và người mua cũng hỏi là tại sao anh lựa trái mít khéo vậy. Thì Dũng có nói là mua mít một trong những cái điều là kiếm mấy cái trái mít nó tròn trịa, nó đừng có những cái eo và cái sơ của nó phải nở ra. Và thường thường là Dũng mua mít thì Dũng bấm trái mít, Dũng sẽ biết là trong vòng mấy ngày ăn được. Thì trái mít này lúc Dũng mua Dũng nói là 3 ngày là phải ăn. Thì đúng 3 ngày thì ngày hôm nay là trái mít nó đã chín. Khi mà nó chín thì chúng ta thấy ít mủ nhiều hơn. Còn nếu mà chúng ta mua mít mà nó còn sống đó, thì chúng ta chịu khó là lấy một cái cây nhỏ để đóng vào trong cái cùi và để ở bên nắng để cho mủ nó chảy ra, và nó tăng cái mức độ của trái mít nó sẽ chín nhanh hơn. Nhưng trái mít này thì không cần, tại lúc Dũng mua là nó đã, Dũng nhìn là Dũng đã thấy nó đã chín đủ tới rồi. Thì đúng là không có phụ lòng, gái có chồng có công thì chồng không có phụ. Hôm nay Dũng mua trái mít này về là được Phương khen. Cho nên thành ra là hy vọng một chút nữa Dũng chia sẻ với quý vị từ giai đoạn nha. Cho nên đây là giai đoạn mà bổ mít ra. Cho anh thử miếng đầu nha. Wow. Trái mít này là chất lượng đó. Trái mít này là ok. Hayley và Barry gọi bà xuống ăn sơm đó. Đúng rồi, hỏi bà xuống. Nói bà xuống. Bà xuống ăn sơm đó. Ngon lắm Hayley ơi. Ngon. Gia đình cái đêm rất là vui. Đây, thử chưa, ngon lắm. Thử miếng ấy. Nè, con lấy miếng này nè. Đây nhá. Đây nhá. Xí. Đúng không? Sao? Nói bà xuống. Bà xuống ăn sơm lên. Bà xuống ăn sơm. Đây này, bà, để bà xem là quả mít Coi bố nó mua quả mít bà coi sao. Đây sinh hoạt ở nhà được có cái nhà mình thì nó ba thế hệ ở chung với nhau. Bố mẹ, à, ông bà. Mít này. Để. Dễ sợ chưa? Trời ơi, ngon thế. Ngon. Khi mà mẹ vợ khen đó là cái mít nó phải chất lượng, tại nhà này khi Dũng mua cái gì á là nó phải trải qua hai giai đoạn. Thứ nhất là thấy không, là bà bây giờ là mẹ khen, bây giờ tới vợ cũng khen, bà ba đứa con cũng khen, có nghĩa là chất lượng. Đây là quả mít này là chất lượng. À, Dũng đi chợ thì ai cũng hay hỏi anh Dũng giúp giùm tôi lựa trái mít, và tới nỗi mày bị mang tiếng luôn. Lần nào lựa trái cây về thì người ta ăn xong người ta thích, và người ta nói lần sau trở lại thì chính mấy cô tính tiền của chợ cũng nói là anh Dũng trước khi về nhờ anh coi giùm trái mít rất là nhiều, nhưng mà Dũng coi trái mít thì chưa bao giờ bị hớ hàng cả. Chuyên gia đi chợ từ bé mà. Chuyên gia đi chợ thuê từ bé luôn. Phương nói chính xác, Dũng ở gần chợ An Đông hồi bé là Dũng đi chợ thuê cho người ta. Tại vì khi mà nhà mình nghèo đó, mình đi chợ thuê thì thành ra nó có được cái tiền dư ra thì là mình sống bởi cái tiền dư đó. Cho nên từ bé là Dũng đã có kinh nghiệm đi chợ. Cho nên bây giờ cũng vậy, áp dụng qua tới đi chợ thì các bà nội trợ bên này, các cô tính tiền cũng hỏi là cái cách nào, cái bí quyết nào để mà phải nói là lừa mít như thế này. Thì trong một cái mùa này, trong cái dịp này mà chúng ta thấy sinh hoạt ở nhà như thế này, thì nhà của Dũng đây là cái cách sinh hoạt bình thường, ba thế hệ như thế này. Bố mẹ Phương, Phương và các con thì ở chung với nhau, ăn uống cũng vậy. Nấu nướng, mẹ của Phương thì bị một cái tính rất là á châu, là bà thích nấu ăn ở nhà, bà không có thích ăn uống ở bên ngoài. Một lần bà mà kêu bà là không có lựa chọn, không, bà bị là bà thích khổ hơn là thích sướng. Kêu bà đi ăn bên ngoài là nó là một cái cực hình, thì cho nên bà bị một cái tính á châu là thích nấu ăn ở nhà vậy đó. Cho nên một lần nào mà nói mẹ mình đi ăn ngoài thì thôi, bà mặt mày méo mó hết. Thích ăn ở nhà và cứ sinh hoạt như thế này thì mẹ của Phương rất là thích nấu nướng sum vầy ở nhà. Cho nên thành ra những cái sinh hoạt này quý vị thấy là nhà của Dũng quen rồi, thường rồi. Tốn bao tay quá nha. Bây giờ tới Hayley cũng chọn. Mới nãy quý vị nghe ông Thu Phương nói là hai đứa con là ở đây ăn mít, kêu bà xuống ăn sơ. Thế thì bà là vậy, tại vì hồi xưa hồi lúc mẹ Dũng còn sống thì Dũng cũng nghe cái câu đó là cứ là bà và mẹ là toàn là ăn sơ, còn để muối mít là cho con. Ở trong cuộc đời cũng vậy, các bà mẹ là chuyên môn cứ là, thấy không? Hết con thì ăn nạc, vạt tới xương thì đưa cho mẹ, cho bà.
Nhưng mà trái mít này thì 17 cân thì quý vị nhìn thấy là sơ ít, rất là ngon. Bữa nay Dũng ăn một miếng rồi thì rất là ngon, cho nên đây là một trong những cái sinh hoạt của gia đình của Dũng. Một chút nữa bổ mít xong xuôi hết rồi sẽ mời cả gia đình mình nha. À, trái mít này cũng to, nó chưa cho là siêu to khổng lồ lắm, nhưng mà nó cũng trái mít này 17 đô, 17 ký 17 đô một dạ. Cheap but labor, công của mẹ mới là nhiều, cái tiền nó không bao nhiêu nhưng mà công bổ mít rất là lâu đấy con. Dạ, yeah, Barry nói là rẻ. Barry nói là trái mít 17 đô 17 ký như vậy là rẻ. Nói là Dũng mới nói là cái công của người tháo mít mới là mắc, chứ trái mít không có mắc. Dũng nói khoảng chừng 2 tiếng trái mít này xong xuôi hết. Của đúng rồi, của một đồng về công thì cả nay một nén. Đấy thì đây là trong cái nhà bếp thì mình cũng thấy là đây là quanh quẩn suốt ngày là hì hục, là Phương mà ở nhà là cái phòng chính của Phương, không phải là cái phòng khách mà là nhà bếp. Lúc nào cũng vậy, sáng ăn khoai, ăn ngô, rồi cà phê, ngồi đọc tin cũng là quanh quẩn ở trong cái nhà bếp này. Đấy. Em vừa nói cái chữ gì vậy? Em cầm cái hạt này, em nói chữ gì nói lại cho bố nghe. Cầm cái hạt này và nói vào cái nói vào chỗ bố. Nói là gì? Thằng giấm. Yêu, đánh giấm, yêu. Thôi nha, Thu Phương không có cho Hailey ăn hạt mít nha. Hailey ăn hạt mít, Hailey vừa cầm đưa cho bố nói là đánh giấm. Đánh giấm. Cái này ở trong cái hài của ai nhỉ? Cái hài của ai? Hài của ai mà ăn hạt mít? Hoài Tâm à? Hoài Tâm Việt Hương à, phải không? Oh, đánh giấm. Cười lắm. Đấy. Cả nhà này được cái là những cái gì mà Luyên Thuyên là biết hết ạ. À. Nhố nhăn. Ừ. Luyên Thuyên nhố nhăn đấy. Ôi ngon thật. Đấy, nãy giờ thấy Barry phụ mẹ nhiều nhất là phụ để bỏ vào miệng nhiều nhất. Barry mẹ lột không kịp cho Barry bỏ vào mồm. Cái gọi là sơ này, mẹ sẽ ăn sơ này. Vâng, công nhận không? Mẹ đã nói ngay từ hôm mua về rồi, cái này rất là ít sơ mà lây. Còn ngon quá. Đấy. Thì quý vị nào có đi chợ mà có gặp Dũng thì chuyên gia đi chợ thì Dũng sẽ hỗ trợ ở bên dân những người tính tiền bên chợ ABC, các cô đó là biết rồi, là gặp Dũng là hay hỏi anh Dũng bữa nay thấy cái này làm sao, thấy cái kia làm sao, tại vì các cô tính tiền các cô hay mua rồi để sẵn đó để đi về. Chuối sứ chuối già cũng hay hỏi là nãy chuối nào, thấy làm sao sao, bưởi cũng thế, cho nên thành ra mình bị cái đó là mình đi chợ mướn từ bé rồi, cho nên rất là giỏi về cái vấn đề mà đi chợ. Dũng thì hay nói là đi chợ giỏi thì về nhà được điểm. Nhưng mà tại nói thật sự thì cái tính của Dũng là cái tính ngoại giao, Dũng thích giao tiếp, cho nên đi chợ là cái nơi mà Dũng học hỏi nhiều và gặp nhiều người. Và Dũng hay nói đó là gặp cô chú bác, những người lớn tuổi đi chợ là cũng cái nơi mà Dũng trao dồi cái văn hóa và tiếng Việt của Dũng. Tại sao tới giờ này mà Dũng vẫn còn duy trì được nhiều cái văn hóa và tiếng Việt là tại vì cũng vì cái bản chất, cái tính của Dũng là thích đi chợ, thích giao tiếp, gặp gũi, nói chuyện, cho nên nó duy trì được nhiều cái văn hóa Việt cho tới giờ này là như thế. Người ta nói là ăn thua mình quý trọng mình thích cái gì. Nếu mà quý vị quý trọng cái văn hóa Việt, cái tiếng Việt thì mình làm bằng mọi cách để mình duy trì nó. Còn nếu mình coi nó không quan trọng, có cũng được, không có cũng được, thì ở Mỹ này cơ hội mà để mất tiếng Việt rất là nhanh. Cho nên Dũng cũng khuyên bố mẹ cho con đi du học, đừng sợ là các cháu không nắm được tiếng Anh, mà là hãy sợ là các cháu quên tiếng Việt. Đấy, đó là cái lý do. Rồi đấy, đi là nó ăn đợt một là bắt đầu no rồi đấy. Là còn chút nữa sẽ dòng lại nữa đi đàn. Giờ tới bà với lại mẹ nó đứng đây lo lột mít. Cái này là lột mít này là nếu mà có Quang Minh, Quang Minh cũng sẽ rất là thích. Quang Minh rất là thích mít. Thích mít và bắp ngô, hai thứ mà Quang Minh là thôi cho bắp ngô luộc là thôi ăn. Mẹ bảo em học đàn piano đến đâu rồi? Đánh được đến đâu rồi? Còn quanh lanh quanh thì không có thích đồ ngọt lắm. Quanh lanh quanh thì không có thích đồ ngọt, cho nên Quang Minh thì hảo đồ ngọt và bắp. Ông anh vợ mình với mình thì cái cách ăn rất giống nhau. Là ông ở trong Sài Gòn lâu năm rồi cho nên ông ăn vặt giống mình. Còn quanh lanh quanh thì không có thích mấy cái đồ ngọt, hảo ngọt. Sẽ ăn nhưng mà ăn cho có thơm có tho thôi chứ không phải. Đấy. Công nhận nghĩ đúng ha. Toàn là mẹ với bà với toàn ăn sơ, ăn xít mày nọ. Đúng rồi. Từ xưa tới giờ nó là thế rồi. Còn miếng ngon miếng ngon thì cho chồng cho con ăn vậy đó. Cho nên nhìn tướng chồng là biết rồi.
Đúng không? Ok. Rồi. Đây là hôm nay gia đình mình gọt mít. Và mình cũng muốn gửi đến cho mọi người là trong cái lúc các cháu nghỉ học như vậy, chúng ta nên kiếm những cái sinh hoạt này. Tại vì có những đứa nó ở bên Mỹ này, nó thích ăn trái cây, nhưng mà thật sự nó cũng không biết cái hình thù của trái mít như thế nào. Thì đôi khi chúng ta đem mít về, hoặc là những cái loại trái cây mà chúng ta biết là sẽ giúp cho trẻ em nó gắn liền với lại cái văn hóa Việt Nam một chút. Nó xem ở trên truyền hình hay là nó đọc thì nó cũng thấy và nó cũng biết, ồ đó là trái mít, tiếng Mỹ gọi là trái jackfruit. Thì con của Dũng hầu như tất cả loại trái cây nhiệt đới thì nó biết hết, nó ăn và nó biết hết. Và nó biết luôn tiếng Anh gọi thì là gì, tiếng Việt gọi là gì. Đó là cũng nhờ một phần con bố còn ăn cả măng cơ mà. Măng nó cũng ăn nữa, đúng rồi. Miếng măng nó cũng ăn, cho nên thành ra hai đứa con của Dũng là từ bé là được có cái đó là nó ăn rất nhiều. Em chỉ ăn măng và bắp thịt. Thì đây là cái cách mà Dũng duy trì cái văn hóa Việt. Từ cái thế hệ thứ nhất là của ông bà, rồi tới thế hệ của Dũng với Phương là thế hệ thứ nhì, rồi các cháu là thế hệ thứ ba. Giống như kiểu gói bánh chưng Tết, kiểu thế. Đấy, bây giờ ăn tiếp nữa. Hayley, bao nhiêu miếng rồi con? How many pieces you got so far? Three? Là mấy? Ba miếng. Mấy? Tiếng Việt là mấy? Là mấy? Ba miếng. Ôi giời ơi. Rồi, vậy nha quý vị nha. Hy vọng là cái clip này, cái nhỏ nhỏ gửi tới một góc sinh hoạt của gia đình để cho quý vị thấy là bình thường là tại sao mà Dũng nói là Phương ngoài cái giờ đi hát về tới nhà là ô sinh tầm cỡ quốc tế là như thế. Tại vì rất thích ở trong nhà bếp và rất thích nấu ăn phục vụ cho gia đình con cái, cho nên không bao giờ cho Dũng thuê người giúp việc. Có nhiều lần Dũng thuê một vài lần xong bả cũng không thoải mái, cho nên thành ra là từ trên xuống dưới là Dũng mới nói là đây là ô sinh tầm cỡ quốc tế là như thế. Rồi. Xin gửi lại quý vị những cái hình ảnh này, hy vọng là chúng ta sẽ nghĩ ra thêm và chia sẻ với nhau những cái sinh hoạt với gia đình trong những ngày tới 3-4 tuần mà các cháu nghỉ, là để cho chúng ta thấy là cái sinh hoạt rất lành mạnh. Dũng nói là trong cái dịp này là nó ép chúng ta nghỉ dưỡng, cái con Covid này nó ép chúng ta nghỉ dưỡng, tập trung thời gian cho gia đình nhiều một chút, bớt cái bầy đàn thi tử và bỏ thời gian nhiều với gia đình với vợ con, nó cũng là cái điều tốt. Ăn thua là cái nhìn của chúng ta, cái đó là cái nhìn mà Dũng nghĩ là cái điều tốt, điều may ở trong cái dịp Covid này là chúng ta bỏ thêm gia đình với lại con của chúng ta, với mọi người. Xin chào quý vị, hẹn quý vị vào những cái clip sau này nha, và mời quý vị ăn mít với lại gia đình của Taylor. Đấy, rồi Hayley, you wanna say something, you wanna say goodbye. How's the jackfruit? Yummy. Là gì? Rất là ngon. Vâng. Right.